JK Audio nghe chưa đủ thấy xác tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio ạ. Hôm nay JK Audio đã về được những cái đôi loa Pioneer F75 mà rất nhiều các bác khách hàng theo các kênh JK Audio muốn sở hữu, mà đợt vừa rồi bên em không nhập được vì cấm biên rất là lâu. Thì hôm nay bên em đã về được mấy chục đôi loa Pioneer F75 hàng Trung Quốc, dòng loa Pioneer F75 BAT50 rất là hay, mà bên em bán rất là nhiều trong năm vừa qua. Thì rất nhiều bác đặt hàng mà bên em không có để cung cấp, thì hiện nay bên em đã về. Thì bác nào có theo dõi kênh JK Audio thì các bác hãy liên hệ lại với JK nhé. Có thể nói đôi loa Pioneer F75 rất là thành công ở trong năm 2018 vừa rồi. Rất nhiều bác đã sở hữu và có những cái lời khen về đôi loa Pioneer F75, giá thành quá là hợp lý và chất âm thì cực kỳ là hay, nghe nhạc rất là tí tách và bay bổng. Vâng, thì hôm nay tiện thể em cũng lên luôn một cấu hình karaoke gọi là siêu rẻ để các bác sở hữu. Vâng, đầu tiên thì đây là một đôi loa Pioneer F75 đã quá là nổi tiếng năm vừa qua 2018. Và kế đến là một cái âm ly Jaguar Suzang PN506N. Và đặc biệt đây là dòng bản có tích hợp Bluetooth, đọc thẻ nhớ và USB. Nói về thương hiệu 506 Jaguar thì là ai cũng biết rồi. Thì chất âm thì cực kỳ là hay và cái echo hát karaoke rất là ngọt ngào. Vâng, và bây giờ lại tích hợp thêm một công nghệ mới, đó là tích hợp Bluetooth. Rất là tiện để chúng ta kết nối với lại điện thoại hoặc là TV thế hệ thông minh bây giờ, có thể kết nối không dây. Vâng, rất là tiện cho các bác nhé. Vâng, thì em lên luôn cấu hình đấy thì các bác theo dõi kênh, và các bác không theo dõi kênh thì các bác có thể xem được video mà bên JK Audio lên hôm nay là ngày mùng 2 tháng 4 năm 2019 để giới thiệu đến các bác. Với bộ karaoke như thế này thì bên em chỉ hơn 8 triệu tí thôi thì các bác có đã sở hữu được rồi. Và bên em tặng kèm một cái mic có dây 8m để đi kèm luôn các bác không phải mua thêm thiết bị nào để hỗ trợ nữa. Và bên em tặng dây jack kết nối này, tặng mic này, thì các bác đã sở hữu bộ dàn karaoke và các bác có thể hát trực tiếp luôn được rồi ạ. Vâng, thì bên em đang giới thiệu chi tiết về bộ dàn karaoke siêu rẻ, siêu chất và khá là hợp lý với giá thành. Rồi, từ đây em sẽ quay gần lại để giới thiệu đến các bác nhé. Vâng, em bỏ điện giá chân để điện thoại ra. Vâng, em coi kỹ đến cái âm ly Jaguar 506 màu bản Bluetooth đấy ạ. Vâng, bản này là gồm 4 kênh, mỗi kênh 300W, khá là lớn. Vâng, đặc biệt đây là hàng nhập Trung Quốc các bác nhé. Đôi loa Pioneer F75 mà đã làm lên thương hiệu của JK Audio suốt năm vừa qua. Vâng, một bên em tháo e căng ra để các bác có dễ quan sát được phía đằng sau e căng, gồm một bát 30, gồm hai chép và một chung, dòng loa ba đường tiếng. Các bác nghe nhạc sàng, nghe remix, nghe nhạc trữ tình, rồi hát karaoke thì rất là hay. Rồi, sau đây em sẽ test một đoạn nhạc karaoke để các bác cùng trải nghiệm nhé. Vâng, sau đây bên em sẽ test một đoạn nhạc karaoke với cái mic mà bên em khuyến mại cho các bác mà mình được thuốc PA-P6. Vâng, với bộ dàn karaoke Pioneer và 506N. Đôi tôi xa nhau, kể từ đêm pháo đỏ rượu. Anh đường, anh em đường em, yêu thương xưa chỉ còn ấm thầm. Em đành quên cả sao em, kỷ niệm xưa xanh như biển lớn. Em tình cao nửa bằng tan, chỉ đôi bằng nhung lụa sao yên. Anh về góp lại vòng xanh màu, gom cả áo lạnh
nửa đời. Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Bây giờ tôi chẳng còn tin, trong nhân gian có kẻ chung tình. Tôi giận, tôi đã ngây thơ, đem tình yêu nhiên cho người hề. Bây giờ tôi chẳng còn chi, khi người quay mặt mà đi. Vâng, sau khi bên em test ở nhà karaoke thì các bác có thể đánh giá được cái dàn karaoke này, nó vừa tiền mà hát cực kỳ hay, nghe nhạc rất là tí tách. Vâng, đặc biệt cái PA506 Jaguar N này là có thêm vào giúp vào cái điều khiển để có thể chúng ta chỉnh bằng điều khiển luôn ạ. Các bác là có thể theo kênh Zika Audio mà muốn thấy một dàn karaoke siêu rẻ này trên 8 triệu một tí thôi ạ. Vâng, thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube Zika Audio để bên em gọi điện tư vấn trực tiếp cho các bác. Và đặc biệt nữa là bên em có ship code toàn quốc, nhận hàng thanh toán tiền. Và các bác ở xa có thể bên em ship bưu điện, ở gần Hà Nội thì bên em có thể chuyển theo xe. Vâng, địa chỉ cửa hàng em ở Long Biên, Hà Nội, gần bến xe Gia Lâm ạ. Và theo Zika Audio đánh giá thì bộ dàn karaoke này rất là hay các bác nhé, không phải là khá hay mà là rất là hay, và lại vừa tiền, rất dễ sở hữu. Vâng, sau cùng thì em thay mặt công ty Zika chúc các bác mọi miền tổ quốc sức khỏe dồi dào, và chúc các bác mọi miền tổ quốc là luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, xin chào các bác và hẹn gặp lại vào các clip tiếp theo ạ.